Nếu bạn đang kinh doanh online thì 4 bước sau đây sẽ giúp bạn có một đại lý đầu tiên, 10 đại lý đầu tiên, 100 đại lý đầu tiên và lên tới đội nhóm hàng nghìn đại lý, hay tôi còn gọi là thành viên trong đội nhóm. Xin chào các bạn, tôi là Hán Quang Dự và với trải nghiệm 3 năm kèm cả phụ nữ kinh doanh online của mình, tôi sẽ chỉ cho bạn 4 cái bước vô cùng đơn giản, chỉ cần làm theo nó thôi thì thậm chí bạn sẽ có những cái đại lý, có những cái thành viên đội nhóm tiềm năng họ liên lạc với bạn tự động, bạn ngủ rồi họ vẫn sẽ liên lạc với bạn. Hay lắm các bạn ơi. Thì cái nguyên tắc cơ bản của chúng ta như sau này. Nếu như ai đó chứng tỏ được cái tầm chuyên gia của mình trong tâm trí của những người khác thì sẽ hút được người khác về phía mình. Nên bây bạn muốn tuyển thêm được nhiều thành viên vào đội nhóm thì bạn bắt buộc phải thể hiện bạn là người có nhiều kiến thức liên quan đến kinh doanh online, có thể sẵn sàng kèm cặp được họ, hỗ trợ được họ, hướng dẫn được họ để họ có thể kinh doanh online thành công. Bước số 1, bạn ghi xuống nha. Bước số 1 đó là bạn phải liệt kê ra 100 cái chủ đề mà những người đang quan tâm đến kinh doanh online, đang muốn kinh doanh online thành công, họ đang hỏi, họ đang băn khoăn, họ đang muốn có câu trả lời. Nhớ nhá, con số đó là 100, tối thiểu là 100. Ồ, dễ lắm, bạn có thể lên internet, bạn có thể tìm trong những cái cuốn sách có rất nhiều các chủ đề được nói trong đấy rồi. Nào thì làm sao để bán ra đơn hàng đầu tiên nào, làm sao để lựa chọn sản phẩm kinh doanh online này, làm sao để có thể livestream nhiều mắt xem này, làm sao có thể chốt sale qua điện thoại này, làm sao có thể là có những tuyệt chiêu chốt sale này, làm sao để có được thành viên trong đội nhóm đầu tiên này, làm sao để đắc nhân tâm với thành viên trong đội nhóm này, làm sao ứng dụng luật hấp dẫn và kinh doanh online thành công này, làm sao để chinh phục thu nhập 10 triệu. Trời ơi, nhiều câu hỏi lắm các bạn ơi. Và yên tâm, tí nữa thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Nó tất cả đều có trong cái bộ tài liệu của thầy Dự rồi, thầy Dự chỉ cho các bạn. Sướng lắm. Nên là bước 1 rất dễ dàng đúng không nhỉ? Ok, bước 1 bạn cần có 100 câu hỏi, 100 cái sự băn khoăn của những người mà bạn muốn hút vào. Bước số 2 là bạn cần xây dựng cái dàn ý câu trả lời cho nó. Bạn hãy phác thảo nó ra giấy. Ví dụ câu hỏi là gì ạ? Là làm sao để chọn được sản phẩm kinh doanh online dễ thành công. Đấy, hoặc là xu hướng chọn sản phẩm kinh doanh online dễ thành công 2020, 2021 là gì? Ví dụ những câu hỏi kiểu như vậy thì việc của bạn là phải tạo ra những câu trả lời. Bạn soạn thảo sẵn ra câu trả lời dạng giấy, dạng bút thôi, cứ ghi phát thảo thôi. Những câu trả lời đấy nó phải rõ ràng theo cái dạng là quy trình hoặc checklist ấy. Tức là có thể là 4 bước để chọn sản phẩm kinh doanh online thành công này, hoặc là gì 4 lưu ý. Tức là cái phần dàn ý trả lời câu trả lời của bạn ấy thì nó phải rõ ràng ra tận gạch đầu dòng. Bởi vì những người mới kinh doanh online mà bạn đang muốn hút vào ấy, bật mí cho bạn này, họ rất thích những cái bài chia sẻ nào đó mà nó rõ ràng từng ý một, từng ý một, từng ý một. Nó có con số đàng hoàng 18 điều hoặc 4 điều, hoặc là 6 bước, hoặc là 5 bước, hoặc là 12 bước. Đấy. Thế vậy làm sao mà chúng ta có được câu trả lời hay được thầy ơi? Lát nữa sẽ có hướng dẫn cho các bạn, yên tâm. Vậy chúng ta cứ đi hết 4 bước đã. Bây giờ chúng ta đến bước số mấy nhỉ? Bước số 3 là bạn biến những cái câu trả lời đấy của bạn thành những video từ 3 đến 8 phút. Nhớ nhá, biến thành những video từ 3 đến mấy ạ? Từ 3 đến 8 phút. Ví dụ như là bạn sẽ có một cái chủ đề là bí kíp chọn sản phẩm kinh doanh online dành cho người mới bắt đầu, chẳng thế. Đúng nhỉ? Thì đấy là bước 1, bước số 2 là bạn liệt kê bí kíp ra, là thì sản phẩm phải có USP này, sản phẩm phải có giá trị thực sự cho người sử dụng này, sản phẩm có mức giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu này, sản phẩm phải dễ marketing này, đấy một số tiêu chí như vậy rồi. Thế đến bước số 3 là bạn biến nó thành các video từ 3 đến 8 phút. Thì biến các thành video như nào? Vô cùng đơn giản thôi, bạn chỉ cần một cái điện thoại thôi. Đây, chỉ cần cái smartphone này thôi, bạn có thể quay hoặc là thậm chí là quay ngược lại này cũng được, để ngang tầm mắt ra. Và nhớ là phải để ngang cái điện thoại ra và để ngang tầm mắt của bạn ra nhá. Và bạn phải nhìn vào cái lỗ ống kính của bạn ấy để khán giả họ nhìn, họ thấy rằng là bạn đang giao tiếp được với họ. Hãy nhớ bố cục sau đây này, bố cục 3 phần rất đơn giản cho cái video. Thứ nhất đó là phần giới thiệu. Cái số 2 đó là đến phần nội dung chính. Nội dung chính thì nhớ phải trình bày dưới dạng liệt kê hoặc là quy trình nhá. Và phần số 3 đó là phần kêu gọi hành động. Thầy Dự demo cho các bạn này. Thấy rõ nha, thầy Dự demo cho này. Phần giới thiệu này. Xin chào các bạn, tôi là Hương và hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn 4 cái bước vô cùng quan trọng để bạn có thể lựa chọn được sản phẩm kinh doanh online thành công. Đấy, vô cùng đơn giản thôi. Đấy nhỉ, đấy là phần giới thiệu rồi. Đến phần nội dung chính, bước số 1 là xong trình bày trong bước số 1, bước số 2 là, bước số 3 là, bước số 4 là. Thì nhớ trong cái từng bước như vậy thì bạn nói ra tên của nó, sau đấy nói đến cái gì ạ? Lý do vì sao mà lại cần phải làm nó, cần phải chọn như vậy. Và một ví dụ nhỏ nó là như thế nào để người ta dễ hiểu. Đấy, nói hết 1 2 3 4, thế là xong phần nội dung chính rồi đúng không nhỉ? Ok. Sau đến bước số 3, đó là bước bạn đưa ra kêu gọi hành động. Từ khóa quan trọng nhá, đưa ra kêu gọi hành động. Thì bạn nên đưa ra 2 cái lời kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động thứ nhất đó là gì ạ? yêu cầu họ comment xuống dưới. Bạn ấy nói rằng gì ạ? Bạn sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi tư vấn miễn phí cho những ai đang quan tâm đến kinh doanh online và muốn chinh phục những thu nhập 10-20 triệu đồng một tháng. Nếu ai có câu hỏi gì cứ thoải mái comment xuống dưới. Thì đấy là kêu gọi hành động số 1. Kêu gọi hành động số 2 ấy là bạn ấy nói rằng gì ạ? Là bạn đang xây dựng một cái đội nhóm gồm những người mới kinh doanh online và mục tiêu là khiến cho những thành viên trong đội nhóm đấy năm nay có thể chinh phục được mức thu nhập tối thiểu là 10 triệu đồng một người. Và nếu như ai thực sự muốn được phỏng vấn vào cái nhóm kèm cặp này, phỏng vấn vào cái nhóm kinh doanh online này, kể cả khi là còn chưa biết gì nhưng muốn kèm cặp và với quyết tâm là sẽ thực hành, thì hãy chủ động inbox cho mình để được phỏng vấn, để được hỗ trợ, để được kèm cặp chinh phục cái thu nhập này cùng mình và đội nhóm. Liên hệ theo số Zalo là bạn nên để số Zalo, đọc số Zalo cho họ để họ dễ dàng liên hệ với bạn. Hoặc là có thể tìm trên Facebook với cái nickname là, thì bạn nói cũng được nhưng Facebook thì người ta sẽ khó tìm hơn, được không nhỉ? Nhưng hãy nhớ có số điện thoại và số Zalo ở đấy để họ tìm. Và bạn nghĩ sao? Nếu như bạn có hàng trăm video kiểu tư vấn miễn phí về kinh doanh online như này thì điều gì tuyệt vời xảy ra nhỉ? Thì vô cùng luôn các bạn ơi. Ok, vậy là chúng ta làm xong bước mấy rồi ạ? Bước 3 rồi ạ? Chưa xong đâu. Bước 3 chúng ta làm xong video rồi thì chúng ta phải đăng nó lên YouTube nhá. Hãy đăng nó lên YouTube. Đăng lên YouTube và để chế độ là hẹn giờ mỗi ngày đăng một bài. Cứ mỗi ngày đăng một bài, mỗi ngày đăng một bài. Thế làm sao để cách viết tiêu đề hay, làm sao để có thể tạo ra những cái nhiều lượt xem. Yên tâm, sẽ có cái lượt chỉ cho các bạn. Cái số 4, bước số 4 đó là bạn vẫn sử dụng những video đấy thôi, nhưng bây giờ bạn sẽ đăng lên trên Facebook của bạn và những trang mạng xã hội khác để xây dựng hình ảnh chuyên gia của mình. Thậm chí bạn có thể là đăng vào các group, đặc biệt là bạn thuê các group có đông người, bạn thuê mấy trăm nghìn một tháng để được ghim bài lên đấy, thì mỗi ngày bạn đăng một cái video hỏi đáp về kinh doanh online đấy của bạn lên. Và cái video đấy nó có sẵn lời kêu gọi hành động rồi thì bạn sẽ chinh phục được rất nhiều các thành viên vào trong đội nhóm của mình. Và như đã hứa với các bạn thì thầy Dự đã tạo ra cái bộ tài liệu cho các bạn để các bạn dễ dàng làm bước 1. Bước 1 là bước gì ạ? Dễ dàng là bước 1 đó là bước tìm ra những cái vấn đề mà người mới kinh doanh online quan tâm. Bước số 2 là bước làm gì ạ? Là bước làm sao để còn có xây dựng được cái nội dung của nó với dạng quy trình checklist rất đơn giản cho câu trả lời. Bước số 3 là tạo ra video và đăng lên YouTube. Và bước số 4 đó là đăng trên các mạng xã hội khác để còn mình hút khách hàng, đúng không nhỉ? Đây, tất cả đều có trong bộ sách này rồi. Bộ sách này gồm có cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp. Trời ơi, bạn cứ hỏi bất kỳ một ai sở hữu được bộ sách này, đặc biệt là cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này, thì họ sẽ vui mừng như nào. Họ sẽ nói rằng bạn phải có mặt, có gì ạ? Bạn phải có những hành động nào đó để sở hữu cái bộ sách này sớm như nào. Bởi vì tất cả như trong này thầy Dự hướng dẫn hết cả rồi. Rồi bán lẻ này, xây dựng đội nhóm này, các vấn đề mà những người đang quan tâm đến bán lẻ người ta quan tâm này, những cái thứ mà liên quan đến xây dựng đội nhóm người ta quan tâm này, các câu hỏi, mọi thứ trong này hết rồi. Nên là cái bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đều có tất ở trong này rồi. Cuốn số 2 là cuốn livestream, đúng không nhỉ? Tuyệt chiêu livestream bán hàng. Cuốn số 3 là cuốn hành trình 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại. Những người quan tâm đến kinh doanh online họ quan tâm đến mảng là gọi điện thoại, chốt sale, áp sale, chăm sóc khách hàng lắm các bạn ơi. Tất cả đều có trong này. Yes, và hãy làm nghiêm túc 4 bước đấy. Ngay cả khi bạn chưa có bộ sách này thì bạn hoàn toàn có thể là lấy những vấn đề, lấy những kiến thức đấy ở trên internet, cộng thêm cái trải nghiệm cá nhân của bạn nữa, nhớ nhá, cộng những trải nghiệm cá nhân của bạn nữa. Còn nếu bạn chưa có cái trải nghiệm cá nhân mà bạn có được bộ sách này thì thầy Dự trao cho bạn cái quyền đó là gì ạ? Sử dụng kiến thức ở trong bộ sách này để chia sẻ cho những người khác. Và bạn lưu ý là gì ạ? Khi bạn có bộ sách này thì bạn hoàn toàn có thể tự hào nói rằng là gì ạ? Là kiến thức này gì ạ? Là bạn được thừa hưởng, được học hỏi, được phép chia sẻ từ thầy Hán Quang Dự. Ok, vì bạn đã đầu tư tiền để sở hữu cái bộ sách này rồi thì thầy Dự trao cho bạn một cái đặc quyền như vậy. Ok, và nếu như bạn đăng ký cái bộ sách này sớm để thực hành theo 4 cái bước để hút hàng nghìn đại lý về với đội nhóm của mình thì thầy Dự sẽ tặng thêm cho bạn một cuốn nữa là cuốn 25 thuật đắc nhân tâm. 25 thuật đắc nhân tâm này nó tương đương với việc bạn hoàn toàn có thể làm ra tận 25 video liên quan đến việc ứng xử với các thành viên trong đội nhóm. Thích không? Wow, yes, đây là bí kíp dành cho các bạn. Và chúng ta hãy bắt đầu ngay nào. Để có được cái bộ sách này thì bạn hãy liên hệ theo số Zalo là 0977 602 385, nhớ nhá, 0977 602 385. Thì đây là cái số điện thoại cũng là số Zalo trợ lý của thầy Dự. Bạn có thể gọi trực tiếp để còn hỏi cái ưu đãi thời điểm hiện tại cho bộ sách này, hoặc là bạn có thể chat Zalo để hỏi ưu đãi cho cái bộ sách này. Có thể nếu như bạn đăng ký sớm thì bạn sẽ được thầy Dự tặng thêm một cái quyền lợi đặc biệt nữa, đó là một khóa học đọc sách thần tốc. Chương trình đọc sách thần tốc hay lắm các bạn ơi. Đọc sách thần tốc đó là cái chương trình mà thầy Dự sẽ chỉ cho các bạn cách để làm sao có thể là chỉ trong vòng 5 phút 10 phút thôi là bạn có thể đọc những cuốn sách nào đó để bạn có thể tạo ra được một cái video luôn để chia sẻ cho người khác. Rồi bạn sẽ hút được rất nhiều các thành viên vào đội nhóm của mình đấy. Chúc các bạn sớm sở hữu bộ sách này để được hỏi đáp với thầy Dự, để được thầy Dự kèm, để được thầy Dự hỗ trợ, và quan trọng hơn đó là để có nhiều thành viên trong đội nhóm để kiếm nhiều tiền hơn trong năm nay. Nếu bạn thích cái video này và muốn nhiều người khác cũng được biết thì hoàn toàn có thể chia sẻ cái video này trên Facebook, ấn vào nút like hoặc là có thể comment xuống phía dưới nếu bạn thích. Thầy Dự luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. 2 bước để bạn nhận bài học mới của Thầy Dự mỗi ngày. Bước 1. Ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2. Hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước.